Bộ phim này sẽ rất tuyệt. Chờ chút, cái gì vậy? Cái gì? Chỉ là bắp rang thôi mà. Là con trai của người quản lý rạp chiếu phim, nghĩa là luôn có nước ngọt không giới hạn mà không cần rời khỏi phòng chiếu. Mình không muốn uống Sprite nữa. Nhận order nè. Gì nữa đây? Anh ta muốn Coca. Được thôi. Ồ, cảm ơn. Vậy tốt hơn nhiều. Làm ơn đưa vé. Mời vào. Làm ơn đưa vé. Xem phim vui vẻ nha. Này, có người. Ủa? Cái gì vậy? Mời vào. Chào. Nước ngọt buổi sáng của tôi đâu? Tôi ngủ không đủ giấc nên sẽ ngủ trong rạp. Chào Amanda. Này, sao anh lại chen hàng? Vì tôi là con trai của người quản lý. Còn thắc mắc gì không? Đừng quan tâm chuyện đó, mời vào. Hôm nay có gì coi nào? Ây, thật nhàm chán. Mình coi phim này rồi. Cũ rích hả? Này anh bạn, cái gì vậy? Tôi là con trai của người quản lý, rõ chưa? Phim hay ghê. Ồ không, mình phải đi vệ sinh. Ngày khúc hay nhất mà. Mình không muốn bỏ lỡ đoạn nào. Ấn dừng rồi đi nhanh vậy. Ơ kìa, cho phim chạy đi chứ. Ai làm vậy? Thật không thể tin được mà. Xong rồi. Cảm ơn đã chờ nha. Bây giờ coi tiếp được rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình là con trai người quản lý mà. Ngồi đi em. Của em đây. Cùng chơi Mortal Kombat nào. Ủa, tuyệt vời, chơi thôi. Này, chuyện gì thế? Chiếu phim đi. Hai người làm trò gì vậy? Tôi là con trai của người quản lý. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, hiểu chưa? Tránh ra coi. Ôi trời, chuyện gì đang diễn ra vậy? Con trai nói chuyện với ta được không? Nghe đây, bà lấy lại thẻ của con. Nhưng bà, sao lại? Nhìn đồ thị này đi. Đây là con nè. Muốn lấy lại thẻ hen? Vậy thì thay đổi thái độ đi. Nhưng ba. Ba. Chuyện gì vậy? Thẻ của anh đâu? Anh không còn giá trị ở đây nữa rồi. Vậy em đi đây. Bye. Ê chờ đã. Ây, thật là một ngày xui xẻo. Tôi dọn dẹp phòng chiếu phim xong rồi. Cảm ơn Paul. Anh chỉ cần lau sảnh được rồi. Wow, thật hỗn độn. Hả? Hết nước luôn rồi. À, thật xui xẻo. Paul, để em giúp. Em có một chai Fanta nè. Anh có thể dùng nó để lau sàn. Cũng là nước cho bộ. Làm tốt nha. Không có chi. Xong rồi. Tôi không đi được. Bị kẹt dính trên sàn rồi. Chuyện gì vậy? Lại là Arnold. Ủa? Con chỉ giúp thôi mà ba. Bình tĩnh, không di chuyển mạnh. Ồ, Arnold. An ninh tại lối vào rạp chiếu phim khá nghiêm ngặt. Bạn có mang cái gì không được mang hay không? Đồ ăn? Không. Máy ảnh? Không. Động vật? Không có. Bạn không giấu gì cả à? Nhanh lên được không? Phim chiếu rồi kìa. Amanda, để cho tôi giúp. Nhìn nè, kính X-ray. Bạn có thể dùng để xem ai đang giấu cái gì đó.
Wow, mình có thể thấy gần như mọi thứ luôn. Nhìn nè, kẹo của mình. Chắc mình không cần cái này đâu. Mời vào, xem phim vui vẻ. Wow, Amanda, đang giấu gì đó? Không phải chuyện của anh Arnold, đừng có nhìn tôi nha. Con trai, con phải giúp đỡ rạp phim. Và đừng làm cho ta bẻ mặt nữa. Hiểu chưa? Đi làm gì có ích đi coi. Dạ, thưa bà. Hàng dài quá. Mình biết làm sao để giúp rồi. Đưa bé. Làm ơn đưa bé. Cho tôi xin vé của bạn được không? Cảm ơn. Làm ơn đưa bé. Tôi không cầm nó nữa. Tôi không thể để bạn vào nếu không có bé. Nhưng anh kia lấy bé của tôi rồi. Cả tôi nữa mà. Tôi cũng vậy luôn. À, tôi hiểu rồi. Này, Arnold. Hả? Cảm ơn đã giúp nha. Bé của chúng tôi. Mời vào. Chúng ta sắp hết bắp rang rồi. Không còn gì cả. Thật không công bằng. Nhưng mình biết phải làm gì. Bồn bắp rang. Mời mọi người thưởng thức. Có đủ cho tất cả mọi người nè. Chúng ta sẽ không bao giờ hết bắp rang nữa đâu. Cho tôi một bắp rang. Cảm ơn. Đây. Làm đổ rồi. Ai sẽ dọn đống này đây ta? Bình tĩnh, để tôi. Tôi và máy hút bụi sẽ xử hết đống bắp rang này. Wow, cảm ơn nhiều nha. Mời vào, xem phim vui vẻ. Anh ta vào chưa? Tuyệt, mình có thể đổ bắp rang vào hộp lại. Quản lý không nên nhìn thấy chuyện này. Ý tưởng tuyệt lắm, Arnold. Hả? Hết bắp rang rồi. Thật là một bi kịch mà. Đừng buồn. Mình có một ít bắp rang cho bạn nè. Wow, cảm ơn nha. Ai muốn ăn bắp rang nữa nào? Bạn. Và bạn. Lấy thêm nữa nè. Có đủ cho mọi người. Bắp rang không giới hạn từ con trai cực kỳ tốt bụng của người quản lý. Không có chi. No quá đi. Đống bắp rang này làm mình phát ốm luôn. Mình không nên ăn hết đống này. Mình buồn nôn quá. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Ai muốn thêm bắp rang? Chờ đã. Arnold. Cái gì? Còn rất có ích đó con trai. Nhìn màn hình kia. Tôi sẽ cho mọi người thấy hiệu ứng 3D tuyệt đẹp. Wow, hiệu ứng thật đẹp. Tuyệt vời. Gì đây? Sao ướt thế này? Đây là 4D. Nó làm bạn như đang ở đó vậy. Dừng lại. Anh phá hỏng hết bộ phim rồi. Bắt lấy anh ta. Chuyện gì vậy? Arnold. Cho tôi một vé. Vâng, đây là tấm vé cuối cùng ạ. Cho chúng tôi hai vé bộ phim sau. Xin lỗi, đã hết vé rồi. Cái gì? Hai bạn có thể mua nước ngọt đỡ vậy? Không, cảm ơn. Làm ơn đưa vé. Chúng tôi không có vé. Vậy không được rồi. Ôi trời. Này các cô gái, lại đây. Mời ngồi vào rạp chiếu phim thu nhỏ. Tôi sẽ chiếu phim miễn phí cho bạn nghe. Xem nè. Chuyện gì vậy? Arnold, cậu lại ăn cắp phim nữa sao? Đến gặp quản lý ngay. Arnold, anh chỉ lấy một vé cho chúng ta thôi sao? Tại sao không còn vé nào nữa? Làm sao chúng ta ngồi một ghế được? Anh phá hỏng buổi hẹn hò rồi. Cầm bó hoa của anh đi. Tôi không muốn gặp anh nữa đâu.
sao cũng được. Ồ, Amanda, đi xem phim với tôi không? Được thôi. Thật là một buổi hẹn hò lãng mạn. Tới lúc trao nụ hôn rồi. Cái gì? Cả hai đều ở đây. Vậy rồi ai gác cổng hả? Bạn có thích câu chuyện của Anos không? Hãy bình luận phía dưới và nói cho chúng mình biết nếu bạn muốn làm con của quản lý rạp phim nha. Và các bạn hãy đăng ký kênh, like video này và ấn chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.